sang đây. Nó chỉ là ôm sang đây còn thế nào. Một chỗ. Mê sang đây, quên để mà ôm. Mê sang đây dã rồi. Chỗ có bạn. Thế, dã một chỗ rồi. Lấy cái túi này buộc cái này vào đi. Lấy cái túi buộc cái này. Kia đây, túi kia đây. Ừ, buộc cái này vào. Đỡ. Lấy cái đĩa, lấy bánh sắp cho con đi. Về lấy cái đĩa, lấy bánh sắp cho con đi. Về chưa? Về chưa? Về đi, về đi. Đây còn có mấy cái nữa đi. Về cho mấy cái này nữa thì ai ăn thì ăn. Về cái này về đi. Bê đây này, con hổ này. Đấy, mới đây đã từ mấy cái từ rồi. Ôi giời, cái cặp thương cứng quá. Cái này, cái này, cái này mới này đã rồi. Ô nhỉ, tay của chị phong trực đi. Các chị ngâm gạo nữa. Em ngủ một giấc dậy hơn một giờ em đi bắt nồi. Đấy. Ngâm nước nóng à? Đấy, cái này em ngâm nào. Hello tất cả nhà. Hôm nay ở trên mình quê đến ngày hôm nay mới ngày mùng 9 thôi, mai mới ngày mùng 10 tháng 10. Chuẩn bị trước là vừa. Thế nhưng mà ngày mùng 10 người là Tết gì chú nhỉ? Tết lúa mới. Phải không đấy? Phải. Ừ, ngày xưa ở trên mình là lúa mới đấy. Đó. Bây giờ không cấy lúa rồi. Bây giờ trên mình chỉ còn trồng cây thôi. Thế nhưng mà tóm lại là vẫn cứ phải ăn mừng bình thường. Đúng. Mà chú Liêm chú Chiến là cháu hụt lúc nào? Kia cả đấy. Ngồi mặt anh ngắt lắm. Nhìn kia cả. Chuẩn không chuẩn. Em khóa quần. Rồi nói với phòng phòng phòng. Cắt đi chứ. Mẹ và mấy ông chị nước à thủy đây rồi. Bố ông thương nhá. Xem cả đêm. Không. Chị mà ngủ một giấc lại bỏ vẫn cứ thấy cười cái khí đi. Đấy. Mang cơ. Đứa này. Đây là chị thôi không kỹ nhỉ. Vừa thôi lại sang bên này. Nặng ngày xưa thì ở trên này thì còn đá bằng vào đá mà chảy tre, nhưng mà do bây giờ bọn tôi đá hết rồi, thằng Liệm ăn cắt hết đấy. Vậy nên là bây giờ chỉ đá như kiểu đập đất thế này, mấy khối đá khổ nó ăn cắt hết. Dã thẳng chành nó. Cố gắng dã. Không bày nữa. Thôi. Kiểu gì là dài. Ô, cái dây kia bị ấy rồi. Toàn rồi kia tuột rồi. Đến một cái đi. Tuột lấy dao cắt ra. Chị ơi lấy về đi. Đừng hất sang bên này. Đâu để em đội kiểu này mà. Đội cái này. Quay không nhìn thấy nó rồi. Gì gặp nhiều thế. Quay lưng chỉ gặp như thế đừng có gặp nhiều nó dày quá. Con này đây anh. Con mẹ thì chuyển vương anh phép anh nhìn. Dạo này không quấy nữa, dặn trước là muốn quăng đi. Hạt sữa nó kêu quá. Như nhà quê chó chết còn được thịt. Ba con này mình cũng được này thật. Anh Hiếu ơi, tốt nó trong nhà nó kêu. Anh Hiếu ơi. Ở đâu? Đó, đặt
mặt mà. Đi lên mặt. Đi anh gái làm điện thoại đi. À nó sợ á, anh gái làm một thùng mỗi cái. Không đá được. Không đá được. Chết ta rồi. Đi đã lại bơi. Ôi, bùng hết mấy lần. Thôi tí nữa lộn lên dưới trên lên. Tí lộn mặt. Tí lộn mặt dưới. Bây giờ nhỏ ghê nhỉ. Nhỏ ghê. Quá. Không phải giữ đâu mọi người. À sang luôn à? Đây, anh nhập cái này lẫn mà. Được rồi, chui. Để xuống đây đi. À chưa được, chị ấy đấy. Nhấc ra mâm đi, để lại lật. Cho ra mâm. Cho ra mâm, cho ra mâm đi. Cho ra mâm để lộn mặt đấy. Đừng. May không lẫn. Ôi! Vừa thôi, không nhiều cho nên tự dính. Nhiều cái gì tí nữa vào quặn ấy, vào quặn. Cho vừa. Các bạn có thể. Tự ơi. Ông, đi đâu rồi còn đâu? Theo dõi màn hình mà. Ông đi đâu? Đi xe máy đi phải không? Này trước. Tí thâm. Ê, sao? Trả đi. Cộng một cái là cái đấy là cứ nhầm cái là sang góc ngay như vậy, nó lún ngay được sâu một cái. Đi chở ngói vào lên đấy bảo mới lên đấy bảo biết nhà ấy bảo có người mất xong đến dỗ bảo vào thắp hương cái nhà gia đình bảo đau vậy bốn năm bà đến dạo bên giày bảo khách đến nhà thắp hương này kinh nhật đấy. Ở đâu? Ở Lạng Sơn thì điện vừa qua ngồi xe đi mua ngói á, à đi bán ngói á, mua ngói chở ngói bán cái gì. Đâu rồi. Phòng lắm thế. Phòng lắm rồi. Thôi. Cứ bê cá đi, bê cá. Không đi ra cháu đâu. Nào, xuống đây. Nhiều thế nhỉ, xuống đây. Đây anh Chiến múc ra. Xuống đây mà ngồi. Muốn nghịch cơ. Không đi theo dài hiếu. Làm bánh đường. Ngủ đang làm đấy. Có bắt ở đấy nữa. Nó không muốn người ấy, nó muốn xuống đây. Nào xuống đây lên hình. Xuống đây lên hình. Ôi mà như thật như vậy. Bà đi đâu? Thế thôi chứ cứ bảo là mình cứ bảo làm này chứ. Hà Nội nhìn thấy cảnh này muốn ăn bánh này như gì? Hay người trong Nam, đâu có dạ bánh của mình đâu. Bà lại đau kẹo đâu rồi. Chú Chiến gì? Nó béo quá bị thịt nó nặng hai. Bà khoa. Bà chung. Thế hôm nọ làm gì mà? Đêm khuya cháu cứ mơ màng, ông bà cứ không nghịch nhá. Thế là mày mơ chứ. Mơ cái gì, tóc tiếng nói chân thực lắm. Chân thực á? Thế vừa đeo đánh đề. À cái gì không mê tín. Tao mà tiếng nói chân thực cho đánh mưa thì tỉnh ngay. Cô cái hình như chú Liêm còn cứ lập chân hình địch đi. Không? À thì thế thì chắc là ai gọi tai mày rồi. Gọi tai cái gì? Tao thấy ông Trung, mày muốn gì? Làm gì? Có nhỉ? Rõ ràng hôm ấy có. Hôm nào? Cháu không biết những đêm khuya hôm ấy cháu ngủ hôm ấy mà mơ màng thấy cứ thấy ông Trung này chú Liêm mở cửa người kia xong bảo bà muốn gì bà muốn gì tôi tóc mẹ rồi thì quái thế mà không tỉnh được nhé nằm thế mà nghe tao chị mày thế là đấy rồi nghe
nghe chân thực chứ mà không tỉnh được đâu, thế lạ như này. Thế là mày bị ảo muốn nghịch ra. À hôm sau cháu định hỏi nhưng mà tự dưng lại quên rồi nhá. Hả, hết chưa anh? Hôm nay dã đi ngồi đây nhớ. Không có cái ghế nào à? Có đấy. Ngồi kiểu này dã nhá. Có ghế ở trong kia nhà chú. Có ghế này. Hai cái thôi, còn chụp cái ghế rồi còn có hai cái. Anh Chiến hơi giỏi đấy, nhờ ngồi xổm dã suốt được. Sao lại tao dã dã toàn ngồi xổm. Ngồi xổm. Thế nào? Bà nhưng mà tê chân. Trời này mưa đấy, đời trời này có mưa to đấy. Bay chiều đây không xuống thuốc chứ không. Phun mà đấy. Tiếng thì đánh cái nào bé xíu mà ăn chưa. Bò lại rảnh đấy. Thích ăn cái bé á. Thôi không trả hơi ít đỗ mặn để lăn này. Sao phải lăn? Cô Trình đây đây, mỡ đây, đỗ mặn đây. Đỗ mặn của cháu đã làm đâu. Đấy của nhà cháu cũng được, nhà cháu thừa ấy. Chị thừa nữa đấy. Làm gì đâu. Đâu, Thúy ở đây nào. Cũng dã này được, Thúy ăn bánh dày mới ngon. Không ra hôi bánh dày không ngon. Thúy làm gì ạ? Không ngoài hạt. Sáng này chú ăn rồi, sáng này 2 chiếc rồi. Cho ăn một cái. Sáng vào trong chú bác trả tiền lợn, ăn ngon lắm. Thế bác thì nhúc cho một tí để làm cái bánh này, cái này để quý vị. Chết rồi, sao dính cái này ơi, chết rồi. Căng thẳng ở trên mình làm hai món bánh dày các bạn ạ. Vừa nãy là món bánh dày gấc, bây giờ là bánh dày trắng. May là ui, lọt luôn. Nhà mình có túi bóng không biết. Gió là muốn mưa chứ lạnh gì. Mưa, hạt mưa xuống rồi. Chưa, cái này là hạt bắn mỡ rồi các kiểu rồi. Thôi rồi đấy. Thôi được rồi, túi này đang nóng. Vứt lượt này không? Chả vứt đi. Ô, mưa rồi. Mưa này nha. Em còn giá mình mẹ nữa đấy. Quả này mà mưa là ta tác hết. Mưa rồi các bạn ạ, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Mưa rồi. Tái rồi. Ơ, đứng kia tái rồi. Thôi rồi. Thúy rồi nè, Thúy. Chuyền cả. Ôi, ôi. Anh nhớ tí về lấy con gì. Sợ rồi. Đây rồi. Bây giờ tái ra lại biết rắn cơ. À, đỉnh đồng khói ghê. Dính tay rồi. Cái này nó theo dõi mục tiêu mà ừ. Kiểu chuyển động của mấy điện thoại xịn xịn ấy. Ừ. Hôm qua cháu được cầm cái chiếc iPhone 11 Pro Max của ông cán bộ dưới huyện. Ôi, đúng là máy hàng hai mấy triệu khác. Bấm nó nhạy kinh thật. Nói chuyện hai mấy triệu cho mấy cái mấy triệu này. Đi lấy quần thắng cho em. Điểm trạng gọi là không có độ trễ. Chấm cái là chụp ngay. Chỉ việc đặt tay vào là nháy thôi. Ấn liên tục, sợ thật. Ông không có nhà nó đâu. Quần tính. Thì ra dây mà lấy chứ lại còn gọi ông. Quần ở dây ấy. Ở dây trong ấy, dây. Cái nào khô thì lấy. Đang dạ bánh dày thì bị mưa các bạn ạ. Kiểu
Ui, ngồi qua tôi, ngồi qua tôi, ngồi qua tôi. Ngồi không bóng khí rồi. Được cái đấy, không liên gì vậy. Ngồi trắng rồi này. Được rồi, phím ạ. Phím có bốc cái này sang, bốc thôi. Con đấy bây giờ bao tiền? Con gì? Cô đồ mắc ấy. Cô đôi mắt á, 11 đấy. Đấy, giã lên như này cũng 10 ngày xưa bọn ông đi thi giã đình giã chùa ấy. Cũng 18 triệu, không dưới 20 triệu mà. À 20 triệu hay sao mà. Cô căng mắt. Thế nào? Nó tùy theo, chẳng hạn như bên trong là cái bộ nhớ của nó là rơi vào khoảng... Mình nông thôn chỉ cần 64GB thôi. À, lại bánh điện không phải ngay thôi. Cô ơi, 64GB nhưng mà do là cái bộ bây giờ tất cả chụp ảnh là đều full HD với lại 4K thôi, nên là 64 cũng không làm gì đâu. Nó phải 128 đến 256. Trắng cái đấy, cái cho đồng hay nó nhiều nỗ thế này. Vừa dã xong mẻ cuối. Dạ đến mẻ cuối đâu, mẻ cuối của mẹ đặt 2. Qua đây cho bạn xem. Con à? Thế rồi. Súp. Bánh nha. Ơ nó cứ bị loá ánh sáng nhỉ. À được rồi, nét rồi đấy. Vài vài không? Cái đấy lấy nét chậm. Đâu nó bị loá ánh sáng. Chậm không phải chậm đâu. Đây là bánh trắng của chị đâu? Đây à? Bánh trắng. À làm cái gì? Đây cái này bánh vài để. Cái này không đặt được đâu mà nhá. Vài đi. Qua có đi quay hôm kia quay cũng giống. Có ạ. Đông người đến quay lắm à? Không, năm nay ít, năm nay nó cấm hết phở lấy cam. Chỉ có phở lấy cam của đài truyền hình của tỉnh thì cái thằng khác leo ve không có cơ hội. Văn bản là chẳng hạn như là cái độ lực xem của những người kia nó cao ấy, tỉnh chưa kịp bỏ ra nó xem hết rồi. Đi lên chưa? Chẳng nghe không chưa về cất lấy cái quần áo vào xem nào. Tay anh như này cất cái gì được nữa. Thiếu. Thiếu nó cất cho rồi hả? Thiếu chạy chạy sang cất quần áo. Cất quần áo con Thím Bích chưa? Có một ít ở ngoài thôi. Thiếu ơi. Cất quần áo cho Thím Bích chưa? Chưa, con mới cất ở ngoài thôi. Chạy sang. Chạy sang cất nhanh lên. Con đang là con như cái ý này. Tiệt bắn cái lồng. Em nó dậy quá không làm ăn gì được. À đây nó cất rồi. Chắc bà cất rồi. Xe máy có sao đâu? Không. Thế chắc bố đi đón mẹ rồi. Cái bà Trung ở đâu ạ chú? Chảo ngoài chú. Lại ra chú Đào à? Ừ. Ồ, chú Đào, chú Đào mất niềm tin lắm. Mấy chỗ khó khó ai tốt nhất chú cô tí. Mày không quay. Mày nói vào đấy. Đã quay đâu. Quay thế cả. Xe à. Ờ, nói thì nói vui này chứ nhưng mà 40 năm nữa Thím lên chức bà nội mà xem lại cũng là cả một kỷ niệm ấy. Không xéo rồi đứa gái. Quý đâu? Ra đây dây cho. Anh Chiến ơi. Bê cái mâm bánh vào miếng bánh này. Chiến này, bê vào này. Quý đâu dây cho lên hình để độ tầm khoảng mười mấy năm nữa biết nghịch điện thoại. Mấy năm ô lấy vào bếp hay để đây ai ăn không? Anh ăn đâu cho ta mua đâu ta chỉ thích bánh mặn thôi, bạn thích bánh mặn à? Cái dài ấy. Quay đây chú thử một cái. Ừ, được chú cứ thử trải nghiệm đi, mời cả nhà ăn bánh nhá. Thúy ăn không? Ngon. Tao mang một kia mà nặng thôi mưa hạ. Anh bật bóng bếp lên. Dạ bánh này từ nãy giờ mới được thử mang cái. Ngon thật. Ơ Thúy ngã ơi. À ô em vô ngã rồi. Mang vào trong luôn mưa. Đây. Nhà mình tí đã luôn kia. Mưa này chuyển vào bên đấy có bà. Ừ đúng rồi. Bà ở chỗ bà thì nhỉ. Bà. Bà ở đây, bà đây, bà đây, bên này bà đây. Bà. Ấy chả, ấy chả, ấy chả sang đây, sang đây. Thôi ở ngoài tí anh đi vào. Ấy đi, cạnh này đi. Ô con ơi. Quý đi giỏi ghê nhỉ. À đây đây đây. Thì đổ tí thì đây là lớp phi điện nhà chú nhỉ? Lớp phi điện đấy. Ừ đúng, chuẩn lớp phi điện mình. Ô tài của em.
nhà cháu cũng lấy mấy dẻo này mà. Nhà cháu cũng lấy mẻ 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 thôi, gốc không biết là mẹ cháu nếp phì là nên nếp gì, chắc nếp chợ thôi. Ba biển mà. Thế thì chắc là lại lếp sơn động. À lếp, lếp biển vẫn lếp lục ngạn. Thúy đâu, nhìn đây. Còn thì ngoan không, ngoan không. Ngoan không, ngoan không. Ngoan không. Quá ngoan nhỉ. 10 năm nữa lên mạng xem lại nhá. Còn vẫy tay tay Thủy đi. Vẫy tay đi. Vẫy tay này. Bye bye. Bye bye đi. Ngờ ngác quá nhỉ. Ây chà, đang theo dõi mặt. Con lúc thì khác ngoại đấy. Đâu? Thúy đâu? Thúy đâu? Ngoài đây, Thúy đâu? Thầy vào nồi vã bánh. Đây. Bây giờ trời ngoài trời đang mưa các bạn ạ, đây các bạn có thể nhìn thấy đang mưa này, tiếng hạt mưa đang mưa đây này. Đấy, Quý đâu, vẫy tay ra, vẫy tay đây nào. Quý, Quý đây nào, nhìn đây, nhìn đây, mưa phải chuyển vào trong bếp nặng bánh các bạn đây này. Thấy bố vợ đã điện xuống con giả lên rồi. Anh ấy bẫy con rắn ở vườn táo của chú. À thế. Cái hôm chú lên thăm nó vào bẫy, chú mang là cho con rắn nó vào bẫy rồi, con hổ trâu. À. Con trâu chắc được 8 lạng hay 1 cân gì. Cháu tưởng hôm nay chắc con phải 2-3 cân rồi, thấy to thế. Thế thì dạ. Con phải thế là mưa to. Ok các bạn ơi, bây giờ thì làm mẻ thứ hai này đã xong rồi. Bây giờ thì dã mình cũng tính đi quay hiệp 3 nữa cho các bạn xem buổi chiều ngày hôm nay mình đi dã bánh dày, nhưng mà thôi hôm nay mưa quá đành phải tạm dừng cái video ở tại đây. Bây giờ đang nặn nốt bánh dày đỗ đây này. Bây giờ thì mình sẽ chốt cái cảnh ở đây nha các bạn nhé. Bánh dày thì các bạn đã thấy từ đầu video có bánh dày gấc này, bánh dày trắng các kiểu, đỗ đường có cả, nhưng mà không quay cận cảnh thì chỉ quay quá trình làm thôi. Trên quê mình thì chỉ có dã như vậy. Bây giờ tre ở đồng mình, bây giờ các bạn biết thừa biết là lục ngạn, chỉ còn mỗi cây ăn quả thôi chứ. Ui. Thế nên là không còn cái cây tre với cối đá rồi, cối đá bị trộm hết rồi. Đấy, bây giờ còn mỗi cảnh này. Các bạn hãy cho cảm nhận ở dưới video của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, yêu thích, chia sẻ, ủng hộ mình nhiều hơn nha. Bây giờ thì làm bánh nhà quê mình đến đây là kết thúc rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ thì đến đây là cảnh này, cảnh kết thúc rồi nhá. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, thích, chia sẻ, ủng hộ video của mình nhiều hơn nha. Bye bye. À quên nhầm, hôm nay ở đây không phải của nhà nhà mình cũng một phần thôi, thế nhưng mà đây cả nhà chú Thím mình ở đây này. Đây hôm nay ở đây làm. Ôi, ngồi cho các bạn xem. Đây đây các bạn, ok bye bye nhá. Quý đâu, Quý đâu, Quý đâu, ngoảnh bye bye đi, ngoảnh ngoảnh đây bye bye, đứng dậy, đưa tay bye nhìn, bye nhìn bye video bye. Đâu Quý đâu đây bye bye, bye các bạn nha.